Nắm bắt được nhu cầu và sự cần thiết về dinh dưỡng từ các loại hạt đối với sức khỏe, đặc biệt là mẹ mang thai, sau sinh và trẻ nhỏ. Công ty cổ phần Maca Việt với lợi thế là đơn vị sản xuất, chế biến và phân phối các loại hạt đã đẩy mạnh đầu tư vào trang thiết bị, máy móc cũng như nguồn nguyên liệu cho ra đời sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng An Sinh. Sứ mệnh cốt lõi của ngũ cốc An Sinh là mang đến sự an tâm và sức khỏe tốt cho người dùng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho phụ nữ mang thai và hỗ trợ kích lợi sữa hiệu quả cho mẹ sau sinh, giúp cho các bà mẹ Việt Nam có thể yên tâm sinh con và nuôi con khỏe mạnh hoàn toàn bằng sữa mẹ. Chúng tôi sẽ nỗ lực cam kết mang đến một cái sản phẩm xanh, sạch, an toàn cho người sử dụng và không ngừng mở rộng hệ thống đại lý phân phối trên toàn quốc. Được tổng hợp từ 20 loại ngũ cốc, bao gồm các hạt cao cấp như hạt maca, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt sen, hạt chia, hạt điều, gạo lứt, yến mạch và các loại đậu. Ngũ cốc An Sinh giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, tăng sức đề kháng và phòng tránh bệnh tật hiệu quả. Ngoài mẹ bầu sau sinh thì ngũ cốc An Sinh còn có thể sử dụng để bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ em, người cao tuổi, người tập thể thao, người ăn chay, ăn kiêng. Lúc khi có bầu, mình ăn uống rất là kém. Mình sử dụng một ngũ cốc An Sinh thì sức khỏe của mình cải thiện rất nhiều. Sau khi sinh thì mình rất là ít sữa và mình sử dụng một ngũ cốc An Sinh thì lượng sữa của mình về rất là nhiều. Nên là bé sau sinh nhà mình bú rất là thoải mái. Với giá trị nguồn dinh dưỡng từ ngũ cốc mang lại, ngày càng có nhiều người tiêu dùng chọn ngũ cốc An Sinh là thực phẩm trong thực đơn hàng ngày của mình, đặc biệt là phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh.